Hello, xin chào bà cô chú anh em trên kênh Tú Bất Chú Bất Chuột nha. Chào mấy anh em. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay đi đâu vui vậy? Lên đi Đồng Tháp rồi cả nhà ơi. Tiếp tục anh em sẽ lên đường. Chuyến này đi xe chứ không đi vỏ cả nhà ơi. Đợt sau mình mới đi vỏ nha. Đem đồ nghề theo đầy đủ hết anh em để qua bển mình săn bắt nha. Rồi, vỏ lên đường. Bữa nay có bạn Liêm đi nữa. Xuất phát nha. Xuất phát cả nhà ơi. Anh em giờ thả lại gai hơn, lại gai vào bánh cỡ tiếng mấy, 2 tiếng còn mà tới chỗ mà làm cái này. Thì đầu nước cũng mới về thôi. Thì làm cả nhà nhớ vô xem ở phòng cho anh em nghe. Bây giờ ở quê nhà thì cũng có công việc làm cũng khó khăn cộng lên quá, phải đi xa mới được. Xa mới có chuyện làm. Tầm cỡ 80 cây số tính anh em tính đi ghe đi vỏ nha. Đó bây giờ thì chưa có nước nhiều quá, đi nhiều đi chuyến này hết mình đi xe đi thăm dò cái đợt sau mấy đi vỏ cả nhà ơi. Đi chuyến này có thành công không nha, thành công hay là thất bại đây? Không mà nhóm của Tú Bất Chứ Bất Chuột đi là chứ có lẽ là không bao giờ thất bại, từ có ăn tới có ăn, từ có ăn chứ trở về không à. Bữa nay có chị Hai Việt Trinh đi đó mà lúc qua bắt hỏi tôi còn máy quay ra đây. Đây anh em chứ Phạm mới chạy lên tới chợ Thanh Bình cả nhà. Cái chuyến này 2-3 ngày bây giờ nha các bạn. Ghé vô quán cơm
cơm trước rồi kìa. Bốc hành luôn. Ở nơi nào nỗi nhớ. Để bên này đập chai ta. Để bằng kiến đồ nữa nha, để đi theo tới nha. Hãy sớm rồi nghe có chặt ở nhà không? Cơm đi, cơm tự chọn đi. Cơm tự chọn đi. Cơm tự chọn đi. Con ăn gì vậy? Quá trời lá cây rồi. Chắc mới gió quá. Cái này là bốc trên canh hoa luôn. Quá gió rồi, giờ lá cây lá có dữ lắm rồi. Quen đó quen. Đấy là cái đá gì ta ơi. Những món tự chọn nghe anh em. Này không có đạm mày. Quá dữ luôn không? Ừ, này dữ quá dữ rồi, không có đạm. Chắc có lẽ là cơm thêm đi bạn già ơi. Sáu dĩa cơm thêm. Vậy là chị bự ha. Mới ăn cá hè ha em. Cá hè về mình về miền Tây không phải mình ăn cá mà giờ mình ăn cá đi, chiều cái mình ăn chuột. Ăn cuốn bắp gạo phí. Có một dệt. Tao đâu có dệt. Ai thịt xào mặn. Ăn không qua. Thịt xào mặn của ai? Thế ăn gì nè? Đũa cái này thịt xào mặn ấy hả? Xào mặn gì hả? Xào mặn gì hả? Đâu không được, gần vợ gần bỗng gì. Hú qua đây, hú qua đây. Dạ đủ chưa? Đủ rồi đó. Chứ chai nước mà. Rồi sao như cải. Thầy của anh phải không? Nơi của em. Múc một tô hú qua thôi ha, một phần ăn á. Múc tô bự đi, tô bự đi ha. Tô bự đi bạn. Rồi. Cái gì này luôn? Cho một dĩa cơm luôn. Bây giờ em cũng xin gác máy và ăn cơm rồi tiếp tục lên đường nha cả nhà. Tại ăn cơm. Qua đây thì mình phải ghé đây cái mới được. Chuyến này anh Mừ không có đi được rồi. Anh Mừ ở nhà lo cỏ bọng đất đai rồi, không có đi được. Cơm nha. Ê, đói thì nằm co, ăn no thì tức bụng, hôm nay lên đường. Tiếp tục cuộc hành trình trên đất Đồng Tháp. Xôi đâu? Lên đường. Bây giờ anh em cũng qua tới nhà Phú nãy giờ cả nhà ơi. Giờ anh em cũng chuẩn bị đi săn đây. Nước linh bình đạ lắm. Sông nước hữu tình cả nhà ơi. Qua đây thì em sẽ làm vài clip, nhiều clip cho cả nhà xem nha. Cả nhà cứ theo dõi clip và đón xem clip và ủng hộ cho anh em ơi cả nhà ơi. Em cũng quay trực tiếp luôn dài cho cả nhà xem luôn nha. Có thương anh em cả nhà nhớ vô đăng ký cho anh em, ủng hộ anh em xem clip cho anh em cả nhà ơi. Bên Tú bắt chuột và Tú bắt trước luôn nha. Tấn công cả nhà ơi. Cái này đang nghe nè. Cái này chua, cái này chát rồi. Đắng. Cái này mình nữa. Đắng, không cháy gì vậy? Giờ đốt quá vậy? Đốt vô chụp kẹp. Chơi luôn, chơi lớn luôn. Coi chừng nó nhảy dưới bắt không kẹp đó nha.
À, trên đây là Phú. Trên bà cái sậy kìa. Ở ngô dương không tại. Ngô dương cái này còn cây ngô dương không nè. Đó, lụm rồi đó. Cây ngô bà dương bấy khó dở ra nhà đốt mới có nên nó chui vô hang mà đào. Nãy mình đi bắt chốt chuyện hồi cái hay quá. Đứng luôn em. Chính nặng đi, luôn em. Giờ đi bắt chốt đi về đốt đống này hồi là than nhóc rồi để vô nướng luôn hả? Đứng luôn ạ. À. Trời ơi, vô đi, ừ dập đi. Dập đâu cho đốt đi hồi lấy than mà mình đi bắt chốt hồi là cháy tàn á. Về là gốc dưới gốc qua đằng lụm luôn. Có chừng chân nó chui ra nha. Đây thì bà con ở đây người ta cũng xuống giếng là dài cả nhà. Cái này là xuống là dài được rồi đó. Cây cái gì vậy? Cái đặt dập á. Ba cây này biết cái này không? Ừ. Cái này là chuyến này là anh em sẽ đổi chuyến thịt bắt chuột đốt luôn à. Rồi chút xíu chuột nó ấy mình lụm luôn. Đấy lòng gọi chạy ngoài nè. Đừng nói cháy hết. Chiều chiều. Đấy, bập bụng rồi kìa. Hồi đó mà đốt đống vậy chuột biết bao nhiêu nói. Bây giờ cũng khó chứ bộ. Kẹ tim kìa. Lặn dây gì anh Tinh? Vậy là qua bệnh anh Tinh. Lộn theo qua anh Tinh. Chuột bự dữ bự. Cho nó đi. Cho nó chút lại vô hang đây con nào qua bệnh chứ nào. Thầy vô một em chuột dữ lắm béo cả nhà ơi. Rồi xuống canh lo chụp đàng hoàng cái đống mình đốt ra để cho nó nguội rồi tính cả nhà. Ôi trời ơi, trời nó ập kìa, trời vậy là nhiều lắm, dữ lắm chuột rồi cả nhà ơi. Nè sống đó, thanh thần nó hú xíu đó. Ôi đuôi tao đâu vậy, trong hang kìa, trong hang á. Ngồi xuống hú đây nhà nhau tới trong hang á. Trong hang á. Hang nào đâu? Mới thấy cái đuôi đó đó. Đuôi đâu mà đuôi? Có cái hang đâu mà đuôi. Dạ chín con nữa kìa. Con chuột còn nữa đó anh. Dữ lắm chuột béo cả nhà ơi. Cái giọng đâu? Cú ra lên không trời. Thấy có đó có hang mà nó vậy? Không có. Trong có nãy giờ chạy ra. Còn trong cục này còn chuột đó. Bỏng còn trong đó đó. Hang đâu? Hiểu dưới này nè. Em thấy nó chạy ghê. Nó bự mà nó mập nè cả nhà ơi. Thôi nè. Có hang không? Dữ lắm rồi anh Phương ơi. Từ. Dữ lắm rồi cả nhà ơi. Trong đó chạy ra bao cái hang đó dữ lắm rồi anh Tính. Trong đó nó chạy ra không anh Tính. Trong đó chạy ra không anh Tính. Canh nha, bao dây vòng vòng nha. Đống kia mình đốt đó cả nhà. Để cho nó nguội đi rồi mình sẽ tính. Nó cũng nhảy xuống mường mấy con. Đúng rồi, máu chạy ra. Gì rồi? Cái keo nhăn băng lại. Trời mà nãy gì vậy? Cục kia hết rồi cả nhà, bây giờ mình quay qua tới cái đám bên đây. Bự nhóm nổi không? Trời dày. Biết bao nhiêu chuột nào nữa. Thấy cái lèn sắn, lấy cái xuống sắn cái ngô dương nó còn sống lên ba. Anh ấy hồi em đi em đạp vô nữa nè. Con rút từ từ đỡ đi. Có nổ nữa chứ không phải ngô dương không. Quá trời nó chạy qua trời là dữ lắm cả nhà ơi. Kìa, thôi rồi anh chạy. Này. Chạy vô cái ổ cái lỗ này nãy giờ biết nhiêu chuột nữa. Dưới lên đi. Dưới dài không vậy bự. Chỗ anh Tính nè, cho trống cho anh Tính nè. Đang bự nè. Đâu qua bên cái bà mã này nè phải không? Ờ. Giọng đâu? Chín chưa? Giọng kìa anh ba. Bẻ lên ba. Thủ luôn nó xuống sông luôn đó. Trời ơi, hết mấy con chuột nó bự cả nhà ơi.
đúng á. Ô dữ lắm con chuột này. Anh ở đó luôn đi, anh khỏi lên. Mình ở đây để cho mấy ông. Quá thế vô phú ơi. Từ 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 từ. Vô rồi. Chuột mập. Đó tôi ăn được hai con này này. Dạ. Quên không đem bao tay theo trời. Từ từ nha. Dưới đó nó phú. Cái hán này nó phú. Bự kỹ nha. Mình làm mình chia ra làm hai giai đoạn. Bên đây mình dập tới ngày trước rồi hồi tới đó tại sao. Bà trên kìa, bà trên kìa. Đang canh coi trên bà trên á. Anh đó nha. Ừ, à, ông Lêm lên đây đi ông Lêm. Ruộng này cũng như rồi đó rồi. Thôi rồi nó cắn lộn chè chè dưới đây nè. Mình nó có luôn hả? Ừ. Ừ. Đó mới nhiều á. Chạy qua bển đó tới rồi. Coi hai nghe, coi hai nghe, coi chừng mắt lạc nghe. Anh bư cái cây này ra luôn đi. Trời ơi nó chạy qua, anh hỏi đến chụp liên tục. Ông đừng có kéo để cho mấy ông kéo ông ngồi đó đi. Rồi sức cái miếng con keo nữa rồi kìa. Cái này anh, cút cái này anh. Bây giờ anh nào về lấy bao tay đi, anh chạy xe về lấy bao tay đi. Bao tay đâu? Cho mấy ông đi. Bao tay bỏ bên nhà trơn rồi. Bỏ bên nhà hả? Ừ. Nè. Trời ơi ba. Nè nè. Cái được cái chỗ. Thôi chị nó ra lượng sao bác. Từ từ nha. Giúp cái gì vậy? Rồi cút đi, đứng lại cái lồng á, đứng lại cái lồng á. Ơ, anh! Vô cái quần rồi đó. Chạy xuống trong luôn á. Dưới này, dưới này. Ê, ê, ê! Rồi! Trời ơi! Thả bớt, trời ơi! Mất tiêu rồi. Quá ổn, không sao, không sao. Từ từ! Ê! Đó, đó! Ê! Ôi, cái gì trời! Ôi, chú nhòi ra, chú nhòi ra! Lồng dưới đây nè, lồng xuống đây nè. Ông nội tôi gì đâu không trời, trông gì trời. Mấy ông không. Ừ. Mày chạy đâu cho khỏi. Từ từ. Ê kìa, anh Ba Tin. Hay quá anh Ba ơi. Thấy gì chưa? Chỗ này. Từ từ đi. Từ đi. Kìa, nó chạy dù chỗ đây nè. Một lượt mình bắt không kịp. Tôi giống như không vậy đó. Anh xuống đạo đó. Rồi. Từ từ. Ê, quá trời. Đó, đất đất trời. Đất con luôn. Đất 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 đem cái ngọng bên kia. Chuột. Ngạo con luôn. Chân cậu đó đang hổ. Còn nhiều lắm trong đây nè. Đem làm quá. Cái này. Bắt luôn hả? Đưa cái này. Bỏ chuột vô đi hả? Cây này nó mà nó nằm ở đâu vậy? Lật tới bờ đi. Bẻ cái đuôi rồi chạy vô cái đống này. Đưa kêu đưa cái giọng qua đây. Từ từ đi. Đặt đầu luôn đi. Đúng rồi, thì nó đặt đầu luôn đi. Kìa. Phải để bỏ chuột vô nó kéo ra. Dữ lắm đi. Để bỏ chuột vô. Kìa. Dữ lắm dưới đây, Từ từ, ngồi kỹ lại. Thôi từ từ đi. Ngồi im cái hũ. Đạp lên đặng cho mấy nè. Rồi ở ngoài đang chụp á chứ trong đó sao chụp. Chuyện nó đạp lên đặng cho con vạch nó bắt từ từ. Ba con rồi đó, chạy ba con rồi. Trời ơi, sao mấy con chuột. Chuột béo nó vô nó mệt, nó chịu không nổi, nó xỉu hết kìa. Ê mày lẹ lên luôn em. Rồi bỏ luôn mày, nhỏ quá. Đâu chết nó bỏ. Thôi nhỏ hay nhỏ đập thôi phục. Đập cho cái nhúc nhích trên đây nè. Chỗ đó chỗ tay ngủ á. Ừ. Nè xuống bên kia chạy con kia. Lấy giò anh đâu. Cơm cùng này canh đâu. Lấy giò. Chết chưa? Rồi dạch kỹ rồi nha, chưa có bỏ đâu nha. Quỳnh này nó chưa bỏ đâu đó nha. Lũi lũi với lòn lòn với. Hay quá Phú ơi. Bỏ
Chỗ ca, chỗ ca. Chết luôn Phúc. Ở bên chỗ anh ba, nó bọng rỗng ở dưới đây nè. Cái này còn hơn dưới cụ nữa nè. Bắt như vậy mới siêu sao nè chứ. Đâu hang mộng đâu có đó. Bụng binh đó, cái bụng binh nó ăn xéo vào bên đó đó. Chứ cái hang là có đó. Má không trả. Tiếp tục cái hang cái đóng kế bên cả nhà ơi. Đây nó quay vô. Dạ đó, xuống đây quay vô này nè. Đây đóng hết. Rồi cho lấy xuống đi nha. Ở bên đây chắc ăn là nó vô hang nhiều. Quá trời rồi, dữ lắm nha. Từ từ nha. Từ giúp nha. Đó nha. Dữ lắm đó nha. Anh coi chụp lên tới đây để kéo cho. Kéo từ từ luôn. Anh tính, anh tính chụp lên tính. Kéo xuống này cho chống chỗ này nè. Bỏ ra cho kéo lên trên. Bỏ đi cho kéo lên trên tính. Rồi chạy nữa. Hay quá Phú ơi. Giọng tôi luôn á. Rồi kéo nha. Chưa, từ từ, khoan. Từ từ, từ từ, để bỏ chỗ coi đây. Bỏ chỗ cho đàng hoàng đi. Kéo này rồi chạy. Chạy chạy. Trời. Bỏ khôn nó chạy xuống mé không à. Qua đó xuống. Trời quá hay Phú ơi, quá trời chuột bự rồi. Bỏ vô đàng hoàng đi. Phóng ngay đây nè anh Tú. Bỏ vô đàng hoàng. Nào lấy né đi. Bỏ vô đàng hoàng đi. Từ đi. Nó động đó. Mình không gấp, mình cứ làm lay dai đi. Đó, trong mấy cái lỗ đó anh Sáu. Chạy đó. Rút đi, hồi nó mình dành sao anh Sáu. Rút nha. Rút đi, rút đi. Rút đi con nào phóc bắt. Rút nhẹ nhẹ thôi, im im từ từ. Từ từ từ, từ đó nào phóc à. Rút từ đọt, từ đọt á. Đó mày không có chạy được nào vậy. Chỗ này nhìn lên mới thấy phóng nè. Thôi đó, đó. Mày hả? Hay quá Hổ ơi. Mày lại bỏ vô. Từ từ đi, trong Hổ có mấy gà, từ từ đi. Trong Hổ bỏ chuột vô tài tính nào hoàng đi. Tại anh em Hổ không ai chụp được đó. Rồi, rút tiếp. Cái chuyện hồ ra này nha. Đó, đó, đó. Đó. Gì Hú? Căng. Căng. Thôi chạy mới đi, chạy mới đi, nhảy ra ngoài vậy chụp. Bỏ đi. Bỏ đi. Chụp bẩn nóng luôn nè. Ấy dạ. Từ từ chụp nóng luôn. Con nào nó mạnh mạnh luôn. Con nào không thấy nhìn gà mái vậy hả? Cống gà là tôi té, gà đây ra đây luôn đó. Từ từ thôi, nhẹ nhẹ thôi. À. Chuột bự. Hay quá, ba bốn cái tay chụp dính luôn. Ơ, quá dữ. Từ từ đi. Từ từ đi. Hả? Thôi giọng hả? Quá dữ rồi. Nhưng đây để bỏ vô thầy tính hết trơn đi. Chưa, lấy tinh thần lại. Kìa, kìa. Trời dính luôn. Quá dữ, khoan khoan đã nhé, cho vô đã. Chưa. Lấy cây, lấy cây. Lấy cây không có chạy được. Rồi lấy cái lồng ra. Xíu nó cây đâm lọt ruột rồi. Tay chụp chặt là về không cho ăn nha. Tôi nói là 5 con đó. Đó, 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 lú đầu ra nó đó nha. Đó nó chạy ra nha. Từ từ nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Chỗ này tấn lên nè, anh em tấn lên nè. Quá dữ. Hấp dẫn quá, hơi la cả nhà thông cảm ơi. Đó. Hậu đi đâu hậu? Ông đi. Từ từ dữ lắm nó nhiều. Từ từ đi, từ từ đi anh Sáu. Lấy gọng, lấy gọng. Đưa lên anh Sáu kìa. Bự. Kéo kéo cây ra, kéo cây ra. Ừ. Phải cái đống nữa mình không đốt, mình đống nó dở khỏe nữa. Dở như vậy là bắt ngon. Đu đu dốc luôn hả? Dốc dốc từ này là đè xuống. Liếm. Em xuống. Ôi phải không làm đi tụi đi. Mình thú á, hậu về đi anh Sáu ơi ba. Thằng tiền đạo ai đó đá đi. Được chưa, được chưa? Nó còn trong này dữ lắm nè. Dữ lắm trong đây. Cả triệu con trong đây nè. Ngon trời. Rồi rút cái đi đi. Ôi ôi. Nó về là mấy nha. Xong rồi. Chuột ra, giò chuột nướng.
Đó, nó lú được thì nó tốt. Dữ lắm trong đây mà. Còn đất mẹ mà. Ơi. Vô mánh nè cả nhà ơi. Không có ăn sao? Ê, mày chạy hả? Tôi bắt ba con, tôi ăn ba con rồi đó. Hay quá Liêm ơi. Cứ từ. Đừng từ. Hết rồi lắm chứ. Có hết. Nó bên này nè, còn đất này nè. Còn đây nè. Đó đó trời trời. Hết thù hết chứ mày. Đừng chạy lên kìa. Lên đây hút. Bỏng than như này rồi không? Anh Sáu, anh Sáu coi coi anh Sáu. Anh Sáu kìa. Đúng cái đó chạy đó. Dẹp luôn từ từ gì đi. Cái này chắc nó không hang rồi. Không hang. Có bọng dưới này nè. Có bả không vậy? Chắc thích sợp hả? Dỡ rồi đó. Con. Ê kìa, bự. Vàng không vậy sao đâu? Trời ơi. Ê sao lưng kìa, bự. Nó vô lại sau lưng rồi đó. Nè bỏ đi. Trời ơi, trùng bự. Kìa. Quá hay anh Sáu ơi. Từ thôi. Quá hay anh Sáu yêu ơi. Nó còn đó, kẹt chút. Lửa. Lửa bắt lửa. Lửa đó. Chạy loạn qua đó hụ. Lửa không bắt hả? Bắt chứ sao không trời. Trên giọng hụ á. Để đồng qua đây. Lấy cái giỏ lên hụ. Đây là cạnh đây rồi. À, tôi ơi, lên đi đó. Lột giò. Lột giò rồi, có hậu vậy sao? Có sau lưng mà, có hai mình. Nó lột giò. Mình hai ba lớp rồi mà. Hạ cái đất xuống. Dữ lắm rồi cả nhà ơi. Là cái ống quần ra. Con gì bò trên cái lưng tôi hả? Con gì phổi ra kẹt. Ngu vừa. Bự luôn, trời bá luôn. Em chụp bự hết hồn trời. Không sao đâu anh. Rồi mình thả đi. Bắt lại dài chứ. Đâu phải thiên tài đâu, bắt hết được cái mọc. Quá nhiều. Ê còn kìa. Ở sao không vậy đâu. Dính anh ba. Đây cái luôn cho má. Dính chưa? Không dính rồi đâu chảy hoài vậy. Trời ơi, nãy giờ là chưa có chảy à. Chụp hộp chứ không chảy. Dữ lắm chụp. Lên lẹ lên anh Sáu. Ê anh Tu. Đừng đập. Quay. Lẹ nó xuống rồi. Ngay lưỡi xuống á. Từ từ đi. Dính luôn rồi. Trời ơi, còn gì không mà la làng với hủ. Hủ còn dính chỗ chứ lắm, bự chưa rút ra được kìa. Con bên chỗ này còn con không? Buông con này ra coi. Nè là trong bơ hai lạng. Tới công chuyện rồi. Trời ơi. Đâu có người tính bắt à. Hết biết con chuột giấy rồi. Trời ơi, đất mẹ ôi con chuột. Trời ơi, hết biết con chuột giấy. Coi nghe, từ từ nghe. Còn chứ sao không? Một rộng rồi cả nhà ơi, quýnh bát một à. Rồi. Vậy lấy giọng cái đây. Còn gốc ở đây nè. Chơi đâm đắng chịu. Này nó đâu có hang đâu, nó ở bọng hang. Dạ tới đây còn tới đây nó. Dạ tới đây coi. Qua tới đây luôn nè. Bọng qua tới đây luôn nè. Đó, qua tới đây coi. Ừ, nó tới nó rớt rồi. Không thêm một đống nữa cả nhà ơi. Ở đây dạng đó còn dữ lắm nhiều. Bắt bữa nay là mình bắt cúm cái giọng đó rồi mà thêm một bao nữa mình mới về nha. Khoảng mấy ký anh ba? 1 kg. 4 kg rồi. Dữ lắm, chuột nó béo cả nhà ơi, con nào nó bành bành không ăn. Rồi chạy biết nó nhiều lắm. Trời ơi. Giờ mình đảo lên đống lửa nha. Ngon trời. Chuột hết biết nó ngon rồi. Đây nè. Đi mà chạy đây như gà con vậy. Vậy mà gà chó không chín hả? Không, không chạy. Kìa. Chạy xuống lớn mà. Qua lắm rồi, dữ lắm rồi. Đêm hôm tôi gặp chuột bị lớn kìa không nè. Gà chó không chín. Thôi giờ lấy thùng bê mình múc nước mình tạt. Được không lấy không ơi. Chỗ cái đống lửa nãy mình đốt á, chuột nó bư hàng không có rồi cả nhà, nó tạt ra ngoài hết trơn rồi. Giờ anh em qua bên mấy cái đống kế bên đây. Chắc có lẽ là chuột nhiều như thế này anh em sẽ chia ra nhiều tập cho cả nhà xem nha cả nhà. Để cho cả nhà xem những cái thành quả anh em đi săn bắt chuột bên đây như thế nào. Cả nhà nhớ theo dõi anh em nha. Coi cái